sí. À, đứng lên nha. Ok, bay nón rồi. Không, nó uống nước ạ, chắc nó đổ nước ạ. Ồ, đẹp. À. Ôi trời ơi. Chừng nha. Anh ơi. Anh. Anh ơi. Cứ phải tay á. Bye bye hot đi Sophia. Đến mùa đó cái này nó mới nở nhiều hơn. Bây hình như nó hết nở rồi không? Có thể nó qua. Tại vì cái video nhà mình á, nó mờ quá, nó không có thấy được cây phượng luôn.
là dính ngay. Nó kể cái pháo à.